Như nhắc đến ở trong video livestream lần trước thì ngày hôm nay bọn mình sẽ build cho các bạn một dàn máy bao gồm toàn đồ AMD với mức giá cực kỳ dễ chịu. Ở đây là khoảng tầm 15 triệu đồng. Để xem rằng là với cái số tiền đấy thì trong đầu năm 2019 này chúng ta sẽ mua được những gì. Khoảng thời gian trước đây thì với tầm giá khoảng 15 triệu thì sẽ rất là khó để các bạn có thể build được một dàn máy đủ tốt để khai thác trong vòng từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta đã có giá RAM giảm, giá SSD giảm và đặc biệt là giá Vega. Cùng với sự xuất hiện trở lại của một số mẫu đặc biệt như thế này thì đã khiến tình hình nó thay đổi rất là chóng mặt. Chúng ta lại có thể có được những lựa chọn tốt và có thể build được những dàn máy có một cấu hình khá là khỏe, điều mà gần như không thể làm được trong năm 2018. Để mở đầu thì ở bên cạnh mình đây đang là một chiếc RX 570 đến từ Gigabyte. Bản mình đang có trên tay là bản 4GB. Thực tế RX 570 còn một phiên bản nữa là phiên bản 8GB, nhưng do định hướng ban đầu của AMD dành cho sản phẩm này khi mới ra mắt là nó có khả năng phải đánh bại GTX 1050 Ti và phần nào đấy là thách thức 1060 3GB, nên thành ra phiên bản 4GB của nó lại trở nên nổi tiếng hơn. Thực tế thì đã có một thời gian phiên bản 8GB của RX 570 đã xuất hiện trên thị trường, nhưng do mức giá bán của nó lại không được cạnh tranh nên độ phủ sóng nó hơi kém. Một điều khá hay ho ở RX 570 là dù là ở phiên bản 4GB hay 8GB thì cái thông số của con nhân đồ họa của nó vẫn không hề thay đổi. Nó khác hoàn toàn so với những gì mà NVIDIA đã từng làm với GTX 1060 phiên bản 3GB và 6GB. Nói về thông số GPU thì chúng ta có một nhân xử lý đồ họa được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet dựa trên kiến trúc Polaris được ra mắt vào năm 2016. Nghe đến đây thì nhiều bạn sẽ hỏi rằng là hình như con cạc này nó cũ rồi. Nhưng thực tế thì 2016 chỉ là năm ra mắt kiến trúc thôi, còn bản thân RX 570 thì ra mắt vào năm 2017 cơ. Với RX 570 thì nó sở hữu một GPU có 2048 stream processor, giá tiếp bộ nhớ là 256 bit và mức xung khi hoạt động là 1.2 GHz. RX 570 yêu cầu một đầu cước điện 8 pin để hoạt động. Nó sẽ tiêu tốn khoảng 120W điện nên một bộ nguồn công suất thực từ 400W trở lên sẽ được nhà sản xuất khuyến nghị. Không hề quá khó tính như nhiều người vẫn tưởng. Hiện tại các bạn chỉ phải trả khoảng 3 triệu rưỡi cho một sản phẩm mới 100%, bảo hành 36 tháng khi mua tại Hà Nội Computer. Mức mà theo mình nghĩ là đáng giá, thậm chí là hời so với hiệu năng mà nó đem lại. Combo dành cho team đỏ tiếp theo mình chọn là CPU Ryzen 5 2600 và bo mạch chủ Gigabyte B450M Gaming. Về Ryzen 5 2600 thì đây là con CPU có thông số phải nói gọi là cực kỳ hấp dẫn trong tầm giá 5 triệu đồng khi có 6 x 12 luồng và bộ nhớ đệm khủng lên đến 16 MB. Chiếc CPU này chạy ở mức xung cơ bản 3.6 GHz và 3.9 GHz khi vào trạng thái boot. Nó cũng đã được mở khóa hệ số nhân sẵn để phục vụ cho những bạn có niềm đam mê bọc vạch quần cứng hay thử sức ép xung. Tuy nhiên trong phần bui này thì mình sẽ không khuyến nghị các bạn làm như vậy, bởi lựa chọn về chiếc bo mạch chủ chúng ta sẽ hơi hạn chế trong việc đáp ứng cái nhu cầu đó. Nhắc đến bo mạch chủ thì chúng ta có Gigabyte B450M Gaming. Đây là một chiếc main với tông màu chủ đạo là đen đỏ, to lên về khí chất của AMD, vừa là màu truyền thống của các game thủ. Nó có khe PCI bọc thép cẩn thận và ráp xe cổng Inao trông khá hay. Thế nhưng điểm trừ lại đến từ việc chỉ hỗ trợ 2 khe RAM và dàn VRM chỉ đủ chạy các CPU Ryzen 5 ở mức mặc định. Tuy nhiên đây cũng là điều có thể cảm thông được khi trong tầm giá 2 triệu chẳng có chiếc main nào có ngoại hình và chính sách hậu mãi tốt như Gigabyte B450M Gaming. Về tản nhiệt thì chúng ta có Deepcool Gamma 300 phiên bản đèn LED màu đỏ. Chiếc tản khí này được thiết kế bao đồng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt CPU. Lá tản nhiệt cũng làm từ nhôm với một quạt LED 12cm 9 cánh. Trông khá đẹp và nói chung mình nghĩ đây là một lựa chọn ổn cho tầm giá 500.000, rất phù hợp cho lần build này của chúng ta. Về RAM thì chúng ta có sự trở lại của thanh KingMax Zeus RB 8GB. Lý do mà thanh RAM này lại có sự trở lại trong video bi máy của HNC là bởi vì hiện tại mức giá bán nó đang khá tốt. Các bạn chỉ phải trả khoảng 1.600.000 cho một thanh như thế này. Tuy nhiên thì nếu bạn nào muốn đổi gió hay là có một chút biến tấu khác đi một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra các sản phẩm tương tự. Ví dụ như là Kingston HyperX Predator 8GB. Nó cũng có một cái thiết kế khá là đẹp, tốc độ tương đương và đặc biệt là giá bán thì cũng không có gì khác biệt. Ổ cứng thì chúng ta có SSD KingFast 480GB sử dụng giao tiếp truyền thống SATA 3. Mình biết là hiện tại có nhiều bạn đang có nhiều chủ đề bàn luận về các loại SSD như chủng loại, tốc độ cùng các vấn đề khác. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng phải đồng ý rằng là dù SSD thuộc hãng nào thì vẫn sẽ mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với HDD. Riêng với KingFast thì mình thấy đây là một thương hiệu cho ra những sản phẩm SSD khá tốt với chất lượng ổn định. Đây cũng là mẫu ổ cứng hiếm hoi được hưởng chính sách 3 năm bảo hành 1-1 mới ngay lập tức tại Hà Nội Computer. Với dung lượng thực tế khả dụng trên Windows rơi vào khoảng 460GB thì có lẽ đây là lựa chọn không hề tồi cho các bạn muốn làm quen với xu thế SSD tốc độ cao. Nói về nguồn thì chúng ta có EVGA 450BV với rating 80 Plus Bronze và một số những chứng chỉ bảo đảm độ an toàn khác. Đây là một bộ nguồn có dây được bọc lưới toàn bộ và đồng màu đen truyền thống, một điểm cộng rất đáng kể. Dành cho những bạn nào chưa biết thì EVGA là một cái tên rất nổi tiếng ở thị trường Bắc Mỹ. Họ có một dải sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú từ bo mạch chủ, VGA, vỏ case, nguồn vân vân. Nói chung về mặt danh tiếng thì họ không khác gì Asus hay là Gigabyte ở thị trường Việt Nam vậy. Và mới gần đây thì họ mới đặt chân vào thị trường nước ta với những sản phẩm đầu tiên, đó chính là nguồn máy tính. Với một cái mức giá chào bán không hề cao thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn cùng nhau trải nghiệm chất lượng và dịch vụ của thương hiệu toàn cầu này.
và mình nghĩ là các bạn sẽ không phải thất vọng. Tiếp theo là đến vỏ case. Để hoàn thành nốt tông đỏ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì chúng ta sẽ có Nexus M, chiếc vỏ chuyên biệt dành cho các bàn mạch chủ cỡ MATX. Và trông bé bé như này thôi nhưng nó sẽ vẫn mang lại cho các bạn đầy đủ các tiện ích như khoang chai nguồn, móc DJ hay tấm lọc bụi vân vân và vân vân. Giá của sản phẩm này cũng không hề đắt, chỉ khoảng 800.000 cho một chiếc case hay ho như thế này. Cũng phải nhắc thêm rằng là cũng khá lâu rồi mình mới xây dựng một dàn máy cỡ MATX như thế này. Đây từng là trào lưu trong những năm 2015-2016 vì nó mang lại sự cân bằng giữa thiết kế nhỏ gọn và sự thông thoáng. Nói chung thì đây là một chút gì đấy hoài cổ dành cho những bạn muốn quay trở lại phong cách cũ, bởi dù sao kiểu build này cũng sẽ giúp các bạn có những lợi thế nhất định. Và kể cả xu thế hiện tại là tối giản thì dàn máy này cũng đã đáp ứng được những tiêu chuẩn đó với một tông màu thuần nhất, không xuất hiện chút lệch lạc nào. Còn cá nhân mình nếu bảo phải thêm gì vào đây thì mình sẽ thêm vài dây led đỏ vào để cả dàn trông sẽ sáng hơn. Làm cho dàn máy trong lúc tắt đèn đi thì nó sẽ kiểu hầm hố bí ẩn hơn ấy. Giờ đến phần hiệu năng, chúng ta sẽ sử dụng Apex Legend, Battlefield 5, Far Cry 5 và Shadow of the Tomb Raider để đánh giá sức mạnh thật sự của dàn máy này. Để tiện cho các bạn theo dõi thì bọn mình sẽ sử dụng một màn hình Full HD và mức thiết lập điều chỉnh dành cho mỗi game. Mình cũng đã mượn được ở đây một chiếc GTX 1060 3GB. Chúng ta hãy cùng đưa nó vào bài test và cùng kiểm tra xem liệu rằng với mức giá bán cao hơn khoảng 60% thì liệu rằng là GTX 1060 3GB có thật sự tốt hơn RX 570 hay không. Cũng xin nói luôn là hiện tại thì mức giá bán mới của GTX 1060 phiên bản 3GB đang là từ 5,5 triệu cho đến 6 triệu. Mở đầu với Apex Legend thì tựa game online này đang giành được sự quan tâm của rất nhiều các game thủ. Với khả năng tối ưu hóa tốt thì cả RX 570 lẫn GTX 1060 đều thể hiện tốt với mức khung hình ở trong nhà và những chỗ combat vắng lên đến hơn 100 FPS. Còn khi ra ngoài và những lúc vào combat nặng thì mức khung hình giảm xuống còn khoảng 75-80 FPS. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì bọn mình đã để toàn bộ thiết lập là low, duy chỉ có mỗi phần model detail là để 2 thôi. Thế nên đây là mức khá sát với thực tế khi các bạn sử dụng những cả màn hình này để chơi Apex Legend. Ở Far Cry 5 thì chúng ta tiếp tục chứng kiến sự bám đuổi rất quyết liệt trong kết quả của cả hai bên khi mức khung hình trung bình đều rơi vào tầm khoảng từ 50-60 FPS. RX 570 thực tế có được kết quả khả quan hơn nhưng tính ra thì cũng không chênh lệch nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có được những trải nghiệm tốt như mức thiết lập đã được đẩy lên mức cao nhất là Ultra. Với một tựa game mà nội dung chủ yếu toàn là tìm hiểu và khám phá thiên nhiên thì đây là mức hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đến với Battlefield 5 thì điều bất ngờ đã xảy ra. Ở mức thiết lập cao nhất thì GTX 1060 3GB đã tỏ ra lợi thế hoàn toàn so với đối thủ RX 570 khi ở một số thời điểm mức khung hình trên dây giảm xuống chỉ còn 23. Chưa kể mức khung hình này còn lúc lên lúc xuống rất khó chịu khiến cho trải nghiệm của mình là vô cùng tệ. Nguyên nhân của việc này chỉ có thể đổ lỗi cho dung lượng VRAM của GTX 1060 quá nghèo nàn. Nó chỉ có 3GB khiến gần như không thể kham nổi như ứng đồ họa cao cấp của Battlefield 5. Ở chiều hướng ngược lại thì RX 570 lại cho chúng ta mức FPS ổn, trung bình là từ 55-60. Ngay cả ở những phân đoạn cháy nổ hoành tráng thì FPS cũng chỉ tịt xuống khoảng 45, vẫn hoàn toàn có thể chơi được. Cuối cùng là Shadow of the Tomb Raider. Ở mức thiết lập 2 thì chúng ta sẽ có số khung hình rơi vào khoảng từ 50-60 cho cả hai bên. Tuy chênh lệch là không nhiều nhưng lợi thế vẫn có phần nghiêng về RX 570 khi nó thể hiện tốt hơn người hàng xóm từ 3-4 FPS ở hầu hết các phân cảnh. Nhưng mà do cách biệt là không lớn nên mình vẫn chấm điểm hòa cho lần so găng này. Để tổng kết lại thì với mức giá 15 triệu đồng, chúng ta đã có một dàn máy có thể chơi được tốt khá nhiều tựa game trên màn hình độ quân giải Full HD. Trải nghiệm thì hầu hết đều là khá ổn nếu như bạn không phải một người quá khó tính. Còn nếu đam mê của các bạn chỉ là cái tựa game eSports đơn thuần thôi thì mình hoàn toàn có thể đảm bảo rằng là nó sẽ đáp ứng rất tốt. Về mặt nhiệt độ thì qua quá trình kiểm tra thì mình thấy là CPU sẽ rơi vào khoảng 50 độ, còn GPU rơi vào khoảng 65 độ. Về độ ồn thì do chúng ta chỉ sử dụng những giải pháp khá là thông thường nên là vẫn sẽ có tiếng động phát ra khi chúng ta làm việc hay chúng ta chơi game. Tuy nhiên nó cũng chỉ ở mức nhỏ thôi và mình nghĩ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Với mức khung hình như trên thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm RAM lên thành 16GB để phục vụ thêm các nhu cầu như là livestream cũng như chỉnh sửa các video tùy thích. Bởi như đã phân tích ở trên thì chúng ta đang có một dàn máy có CPU khá là khỏe và một chiếc Vega cũng khá là xuất sắc trong tầm tiền của nó. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào về dàn máy trên? Liệu rằng có trong tay 15 triệu các bạn có xây dựng cấu hình giống như bọn mình đang xây hay không? Hãy để lại cho mình bình luận ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.